Chào mừng các bạn đến với kênh Thủy Điện Việt Nam Official. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những tủ vận hành trong gian NCU của nhà máy thủy điện. Đầu tiên là các bạn có thể thấy ra rằng tủ nguồn là tủ đầu tiên, tủ nguồn và tủ bơm dầu điều tốc. Thứ hai đó là tủ bảo vệ máy phát. Thứ ba đó là tủ hòa với đồng hồ có ba cái đèn báo trạng thái đấy. Tiếp theo đây là tủ điều khiển cái máy cắt kích từ, tủ kích từ. Và đây là máy biến áp kích từ TE2. Đây các bạn có thể thấy là tiếp theo đây là tủ nguồn. Tủ máy H2 cũng tương tự thôi, tủ nguồn, và ở đây sẽ có cái trạng thái điều khiển bơm dầu điều tốc, tủ bảo vệ. Tiếp theo đây là tủ NCU, NCU A và NCU B. Tiếp theo đây là tủ kích từ Digital Excite Station. Và tiếp theo đây là tủ máy biến áp kích từ TE1, tủ máy H1. Phần tiếp theo là chúng ta xem được cái tủ nhà máy tự dùng của nhà máy, bao gồm đó là máy biến áp tự dùng TD91. Máy này thì sẽ lấy ở đầu cực của máy phát nhé, sẽ cấp điện áp từ 10 kV xuống 0,4 kV. Đây là các thiết bị automat, thiết bị đóng cắt của tự dùng nhé. Anh em có thể thấy được đây là các thiết bị đóng cắt của tự dùng. Phần tiếp theo là các bạn nghiên cứu về các tủ ắc quy nhé. Ở đây có 5 bộ nạp ắc quy song song với nhau. Đây là màn hình giám sát của điện áp ắc quy, dung lượng của ắc quy. Các bạn có thể sang giám sát được xem các trạng thái của ắc quy nhé. Đây các bạn có thể thấy xem trạng thái của ắc quy. Điện áp vào đầu nguồn vào này, dòng ra của ắc quy này, dung lượng của ắc quy này. Đây là điện áp đầu vào UAB, UAC. Đây là điện áp thanh cái của ắc quy HM, KM. Đây là thanh cái chạm đất. Đấy. Thanh cái dương so với đất, thanh cái âm so với đất. Thì các bạn căn cứ vào hai cái đặc điểm trên để chúng ta biết được là có chạm nguồn hay không, nguồn có chạm đất hay không, tủ ắc quy có chạm đất hay không. Phần tiếp theo đây là các anh em có thể thấy được rằng đây là trên là bộ inverter 4000. Inverter là chuyển đổi dòng từ một chiều sang xoay chiều, có biên độ không đổi. Đây các bạn có thể thấy rằng đây là các automat đóng cắt các phụ tải của nhà máy, bao gồm là CU này, thắng này, rất là nhiều các thiết bị đóng cắt. Đây là các thiết bị cung cấp dòng điện 220V DC cho các phụ tải của nhà máy. Đây các bạn có thể thấy đây là các át đầu vào của các bộ nạp. Đây các bạn có thể thấy phần phía sau đây là có 5 bộ nạp ấy, mắc song song với nhau và nạp với cái dạng trạng thái dàn bình ắc quy. Đây là các phía các thiết bị ở trong tủ nạp ắc quy, gồm có điện trở xả KM1 này, KM2. Đây là cái conductor để đóng cắt mạch. Khi một trong các nguồn có điện thì nó sẽ tác động. Điện trở xả này, phần trên là điện trở xả. Tiếp theo đây là inverter. Phần tiếp theo đây là các thiết bị đóng cắt, các cầu đóng cắt. Hệ thống ắc quy có vai trò là vô cùng quan trọng trong cái việc mà. Phần tiếp theo là các anh em có thể thấy được rằng đây là cái hệ thống dàn bình ắc quy của nhà máy thủy điện. Đây là hệ thống dàn bình gồm dàn bình ắc quy gồm 108 bình 2V. Tổng 108 bình này sẽ mang nối tiếp nhau tạo ra cái điện áp 220V, 230V. Từ 220 đến 240V DC cung cấp cho tất cả các phụ tải trong nhà máy. Trong trường hợp mà chúng ta bị mất điện thì dàn bình ắc quy này ngay lập tức sẽ vào làm việc. Dàn ắc quy có vai trò vô cùng quan trọng, nó ví như trái tim của nhà máy thủy điện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.